Wow. Đây dường như cũng là một căn nhà kiểu cổ ngày xưa. Thật sự là sáng giờ mình đi thì cũng kiểu đã rất là mệt rồi. Yeah. Bọn con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam ạ. Yeah. Việt Nam. Hay Việt Nam. あの、言葉は私もあまりわかりませんけれども、夕食は皆さんに一緒に作ってもらって楽しく食べましょう. Wow. Vậy là mình còn có cơ hội được nấu ăn bữa tối cùng bác nữa. Yeah. Thôi, thật sự là cảm ơn bác. ありがとうございます. ここはあの秋田県大館市ですので、郷土料理って言いますときりたんぽ鍋をあのご馳走させていただきたいと思いますので、一緒にたんぽ作りから始めましょう。 早速作りましょう。はい、頑張ってください。ああ、はい、はい、友達のいっちゃんですよ。一緒に今日たんぽ作りますので 頑張ってくださいよ。滑るのでね。はい。すりこぎと言います。こういう風にしてこう潰します。ザラザラにこう逆らうような気持ちで、ここ一番力のいるところですから頑張ってやってください。はい、はい、ありがとうございます。お、上手ですよ。そうそうそうそう。イエーイ。 Laura cũng làm được việc phép chứ nhờ. Trời ơi, lúc nào chả làm được việc. Đàn nè, ano nebari ga dete kuru node taihen natte kimasu yo. Osaete iru kata mo bishitto osaete kudasai ne. Hai. Ui, cái này làm cực phết nhờ. Ừ, kiểu nó cứ dính dính với nhau ấy. Ờ, thì nó là dính vào nhau. Ui, nó bắt đầu kết kết vào nhau rồi. ちょっと、あ、なんか、どんちゅうに。ちょっと。体を使って、あの、腕だけじゃなくて、体を動かして頑張るんだよ。ああ、ngay của chúng ta rồi。そうそうそうそうそう。はい。あ、 em giữ mà em cũng phải múa. Em hơi hú, nhà em hơi hú. Thôi em muốn múa anh. Em muốn múa lắm. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao đóng dở? Sao đóng dở? Nè. Ủa, dịch tức nữa. Ai, cô cửa đồ sama. Ê, tô, sô sử dụt tô, ô nhì nhì đi ô tức đi mas. Đê, cô rêu 100 gram đếc. À, gồm mẹ sa. À, ありがとうございます。優しいですね。おお、わあ、đúng 100 gram luôn. Bác ơi, thường thường á là bác làm ở đây là ngày nào bác cũng làm món này hay là có dịp nào mình mới làm mình ăn hả? 特別おもてなしの料理になってます。Bác cho con hỏi là cái món này nó xuất phát từ vùng quê này hay là ở Nhật Bản luôn ạ? ですね、この地域はやっぱり山沿い中山間地域ですので、あの生活の中から生まれたんです。昔からあの昔ね、山に入っていく時におにぎりを持って山仕事に行ったんだけども、お昼食べる時に冷たくて木の枝をにこう刺して焼いて、山鳥とかのウサギとかの鍋に入れたことが始まりだと言われてます。秋田の名物きりたんぽ鍋ってあるんですけども、これはタンポです。抜いて切って鍋に入れるからきりたんぽ鍋。あー、きりんたんぽ。きりんたんぽ。今これ焼いて味噌をつけて食べますよ、このまま。それは味噌つけタンポと言います。Lúc mà con đến đây thì con chỉ thấy một mình bác, là không biết là bác có ở nhà mình bác trai đi đâu rồi ạ? うちのお父さんは今畑で、今収穫時期で出荷してます。梨とか。リンゴの出荷してますので、とても忙しいので、ご飯には間に合わせてくると思います。bác cho con hỏi là trong nhà của bác là còn những ai ngoài bác và bác trai nữa hả bác? 家族は本当は8人なんですけども、2人、学校に行ったりしてます。私とおじいちゃんと、息子夫婦と孫が4人います。はい、来て。わあ、はい、階段気をつけて。じゃあここへ置いてください。うわ、はい。あ、もう。これは
大館にしかないタンポやキキです。À, do là cái hơi nóng ở trong cái lò sẽ hấp ra ngoài để cho mình uống uống nó lên. Hay quá ta. Để mau vào đi mất rồi chứ. Ai đồ số. Cái món này là mình sẽ nướng trong bao nhiêu lâu thì nó sẽ ra thành quả à bác? これは1本焼くに20分ぐらいかかります。で、こちらの方がこう焼けてきたら時々こう返してあげてくださいね。À, cho con hỏi là tại sao nhà bác kiểu như là có những cái gọi là cái góc nó rất là kiểu rất là đẹp luôn ấy, và trong nhà con nhìn lên cái trần nhà ấy, có cái trần nhà rất là nhìn kiểu châu Âu ấy. Ai thiết kế cái căn nhà vậy hả bác? ここはですね、歴史をこう調べるうちのおじさんが建てたうちなんですけども、お茶とか趣味にお茶とかお花を生けるそういう趣味があったので、この生け花をこうやったりお茶会をやったりできるようになってます。わあ、はい、焼けてきましたね。味噌持ってきましたよ。これはね、甘味噌でタンポに塗る味噌ですよ。cái sốt này là bác tự làm hay là bác mua ở ngoài ạ? そうですよ。何日もこう練り上げて美味しい味噌を作るんですよ。はい、どうぞ。Thơm lắm. 暑いので気をつけてね。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。あ。おいしい。おいしい。Cơm thì rất là dẻo, cái phần ngoài là nướng rồi cho nên nó rất là giòn, không mà có sốt miso này nó mặn mặn nó phết lên nữa. Trời ơi, ôi xì ôi xì. Ở Đà Lạt thì ôi xì có to mega thì khi gần đây, sự, mọi người nghe ôi xì ôi xì thì lúc kia mẹ thì có tên rồi. Mẹ 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 hay. Hay mẹ. Mẹ như kiểu ở Việt Nam. Mẹ. Rất mẹ. Rất mẹ. Còn tiếng Nhật thì sao? Mẹ. はい、ご苦労さんでした。Dạ, con chào bác ạ. Dạ, thì đây chính là bác trai. Đây là bác trai ở nhà và bác vừa mới đi làm về. Thì mong là tối ngày hôm nay mình cùng dùng bữa với nhau. Con mong là con có thể chia sẻ những câu chuyện của bác trai và bác gái cùng với tụi con ạ. 早速、煮立ってますので、タンポ、きりたんぽ鍋を作ります。最初に比内地鶏の肉を入れます。じゃあ次に煮立ったらこのごぼうと舞茸を入れます。 cái món lẩu ngày hôm nay mình ăn thì nó sẽ có gồm những nguyên liệu gì ạ bác? で、入れるのは比内地鶏のガラでスープ取って、今比内地鶏の肉ですね。ごぼうと舞茸とネギとセリ、これ以上入れてはダメです。これはタンポです。はい、ちぎったのできりたんぽ。Nhìn nó hấp dẫn lắm em. Đấy, ありがとうございます。わあ、じゃあタンポできましたよ。はい、どうぞ。タンポを先に盛ります。そして肉。わあ。ほう。で、タンポ、タンポ。セリを入れます。はい、どうぞ。Mọi người hãy nhìn đi, vừa có kirin tambo, vừa có nấm, có ngò và còn có cả cái nước lẩu cực kỳ hấp dẫn này nữa. Trời, nhìn hơi đúng ăn rồi. Nghĩa là mình sẽ mời bác trai trước đi. Hãy vậy để em sẽ múc cho bác gái. Em sẽ làm một cách thật là cẩn thận. ありがとうございます。せっかくの出会いましたので、リンゴジュースで乾杯しましょう。お父さんの作ったリンゴジュースです。乾杯。乾杯。あ、おいしい。はい、おいしい。めーめーめー。じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。乾杯。ああ。